Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quay lại với lại channel của Tuấn, Life and Moto Sports. Hôm nay, nói chung là hôm nay Tuấn đi quay lại. Tại vì hôm bữa Tuấn có đi quay nhưng mà cuối cùng cái hình nó Tuấn edit nó mờ quá đó. Thì Tuấn đợi tới cuối tuần Tuấn đi quay luôn. Thì không chỉ cuối tuần nó sẽ nhộn nhịp hơn nhưng mà nó sẽ có nhiều tiệm nó sẽ mở hơn. Thôi bây giờ Tuấn đang ở đây. Trước Tuấn là cái tượng Phật. Rồi ở đây là chắc đằng sau đích chợ nè. Thôi bây giờ mình đi nha. Bắt đầu thấy có cá rồi nè. Cái chợ này là một chợ cá kiển to nhất Đông Nam Á nha quý vị. À đây nè, đây gọi là Entrance Beautiful Fish Market. Mà bắt đầu vào vào chợ cá ấy. Không, chưa thấy cá, thấy xe không à. Nhưng mà đi chắc điên khúc nữa. Ok, bắt đầu cái này là đuôi chợ hay đầu chợ Tuấn cũng không có để ý nữa, nhưng mà bắt đầu thấy cá rồi nè. Quá trời nè quý vị. Wow, không phải ở đây nhưng mà đây nè. Mấy chú cá nhỏ nhỏ nè. Đây có mấy chú khôi. Nhìn đẹp quá ha. Bây giờ mình đi thẳng nha. Thẳng vào trái đi. Khúc bên này là đa số họ bán mấy con cá khôi nè. Ở đây có mấy chú tôm nhìn cũng dễ thương nè. Có tôm đỏ nè. Wow, nhìn đẹp quá. Nè, Tuấn thấy hôm bữa Tuấn có ghé, Tuấn thấy là ở đây họ bán mấy con này nhiều lắm nè. 500 baht là mười mấy đô ấy. Bên này là thứ chủ nhật nha, là vào ngày đông nhất luôn á. Tại hôm bữa Tuấn định đi thứ năm để cho nó ít người nhưng mà cuối cùng quay video nó không có rõ ấy. Thôi cuối cùng đi. Rồi đi, quyết định đi chủ nhật luôn. Thôi kệ đi, có thể là bữa nay mình sẽ thấy được nhiều cá hơn là bữa trước. Đẹp quá ha. Và Tuấn đang tìm cá sim để đi vòng vòng coi thử coi chú nào có bán cá sim ngon, à là không phải ngon mà đẹp và chắc. Nè, bên đây nè, tôi thấy có cá sim rồi nè quý vị. Wild Beta, tên là TI Beta Fish. It's okay if I take a look. Yeah, film. Ôi, tôi định là mua hai con hạ cả ba xong rồi mang về. Đâu nè, coi nè. Đó, mỗi lần nó gặp nhau nó sẽ phù lên nè. Nhưng không biết nó đang mệt nè.
Đó đó, đó phụ lĩnh đó, đẹp không? Ôi giờ. Cái này là một cái đam mê của Tuấn từ nhỏ nè. Mà tôi định sau này Tuấn già rồi Tuấn sẽ nuôi mấy con này bán bán kiếm sống. How much is these? Huh? 80. Ah, okay, okay, okay. 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 Ah, okay. Okay. Thank you. And these are the fighting ones, right? How much are these? Cái loại này là loại đá độ nè. Cô ấy kêu cô bán 100 baht. Để có gì xíu nữa quay lại. Ủa cái này còn đẹp hả? Có thể tôi lấy một con này rồi một con đó rồi một con kiển. Nhưng mà thôi, mình đi một vòng đi rồi có gì quay lại tiếp. Ui, ở đây là rắn. Rắn. Rồi nhện nhện nè. Và qua đây là thỏ. Mấy con này là gì ta? Cúc, chim cúc. Mấy con sóc nè. Nói chung là chợ này cái gì cũng có hết. Bữa nay trúng số rồi. Bữa nay gặp mấy cái tiệm bán cá đá nhiều. Mấy cái này gọi là màu, nó là galaxy nè. Nó giống cái vũ trụ á. Người ta mới gọi nó là galaxy. Đi, mình đi tiếp thôi. Không, nói chung là cái gì cũng ý trời. Tại vì nếu ví dụ hôm bữa nó mà Tuấn post video của lúc mà tôi đi thứ năm ấy, nó sẽ không có rõ lắm. Nhưng mà bữa nay thì không phải rõ mà nó cũng không đông nữa. Bữa nay cuối tuần ấy, họ bán đồ nhiều hơn. Bên đây là chim. Bên này có cái ô, có mấy chú ếch nè. Mấy chú ếch. Đâu, đi vào đây thử coi có gì ta. Rùa. Excuse me. Rồi thân cá nữa. Mấy chú cá lóc kiển. Hôm bữa Tuấn đi thì cái này nó cũng đóng nhiều lắm, nhưng mà bữa này thì ok ha. Bữa này mở đông mấy. Đây đi tìm. Ủa mấy con này con gì ta?
chạy qua đây coi thử nha. Này là cá tê tượng nè ta. Rồi bên đây là rồng, cá rồng. Nè, thêm rồng nữa nè. $13,900. Ok, giờ Tuấn đang đi tiếp khúc này nè. Cái chỗ này hôm qua Tuấn có ghé rồi. Cái chú này bán mấy con cá cũng rất là đẹp ấy. Chắc Tuấn sẽ ủng hộ chú này. Tuấn thấy một cái con đỏ nó đẹp lắm, sẽ mua mang về Việt Nam. Oh wow, con này màu nó đẹp quá ha. Mua một con quá. Rồi coi, tôi coi chú có cái con màu đỏ không ta. Đi, ở đây mình đi một vòng nữa rồi có gì chút xíu nữa mình quay lại. À không, đi xuống đường này nè. Đồ rồi ta. Chú ấy hồi bữa chú Tuấn thấy một cái chú mà bán mấy con cá cũng dễ thương lắm. Chắc phải đi xuống đây nè. Này là mấy cái lá thuốc của nó nha. Bỏ vô nó mà cá mình bị bệnh á, bỏ vào chữa bệnh cá. Đây, chú này nè. Để mình coi thôi coi. Bữa mình có coi con nào ở đây nè. Ôi, đâu mất rồi ta. Màu đỏ. Bây giờ là Tuấn có thể là con này nè, một là con này hoặc là con này, một trong hai, hoặc là con này cũng được nè. Ok, Tuấn sẽ lấy con này. Excuse me. One. You think you want? Yeah, this one. I want this. Wait. This one. Ok ครับ. Rồi Tuấn lấy con đó xong Tuấn sẽ quậy chạy xuống kia rồi lấy thêm một con nữa. So I fly to Vietnam Tuesday. Okay in the back. Tuesday, I fly to Vietnam. You open the bag, put in the here, then you pack again. Ah, okay, come. Okay, come. How hour to Vietnam? Where you come from? Saigon, nah? Yeah. How hour? One hour 30 minutes. Oh, it's okay. No problem. Okay, so I go back hotel, today, put in the cup. Monday, Tuesday. Yeah. Uh-huh. You open in the. Cặp. Ok. Đã pack again. Ok. Cool.
cua thịt con nó phù lên kìa quý vị. Nhìn nó phù lên đẹp lắm. Cảm ơn ครับ. Đây. Thank you so much. À, cảm ơn ครับ. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, yeah. See you. Last time I was here, I saw another one I wanted, but I think you sold it already. Okay. But this one okay, yeah. Okay. Okay. See you. Thank you so much. Cảm ơn ครับ. See you. Yes. Rồi tôi mua được một con đây. Rồi bây giờ mình đi tìm thêm hai con nữa là vừa. Chắc tôi sẽ bỏ vô cái bịch bịch nhỏ của Tuấn á, để nó khỏi bị sẹp. See. This one is nice. Cái con này nhìn nó đẹp, màu đỏ ấy. Cái loại này là loại cũng là cá sim nhưng mà cái giống của nó khác nha quý vị. Đó, đâu là thấy không? Thấy nó phù lên không? Nó phù lên nó rất là đẹp nha. Nó phù để nó bảo vệ cái nơi của nó đó. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ mua con này nè. Hồi nãy tôi để ý con này nó cũng đẹp nè. Nhưng mà cái này tối quá thấy không được. Này tối quá thấy không được. Thấy không rõ. Coi thử coi. Đó, nó phù luôn đó, có vị thấy không? Đẹp không? Cực kỳ đẹp. Nói chung là cái này chỉ có người nào mà họ đam mê họ mới hiểu thôi, chứ người bình thường thì họ cũng chỉ thấy hai con cá nó quay quẩy qua quay lại thôi. I want this one. How much? À, ok ครับ. Ok. Ok. One. Rồi Tuấn sẽ mua con này, chú ấy bán là 150 baht nha. Nếu mà tính tiền đô thì cũng có vài đô à. Rồi bây giờ Tuấn đi coi một con nữa là vừa là xong là một chuyến đi chợ cá to nhất. Hả? Oh. That's pretty. Wow, how much this one? Chắc chỗ này tôi mua hai con luôn quá. Nó đẹp quá. Với lại cái quý vị thấy cái đuôi nó không? Giống cái lá bồ đề á của Phật giáo á. Cực kỳ đẹp. Nói chung là tôi đam mê mấy con này là tôi lúc mà tôi còn tí tỏn à. Bây giờ lớn là vẫn còn đam mê nhưng mà mình đương nhiên mình theo cuộc sống thì mình phải tập trung vào mấy cái thứ khác. Rồi tôi lấy con này luôn. Ok ครับ. Rồi tôi mua con này luôn. Ok, I give you money nha. 300 baht. Rồi, ok. Đây. Ok, bây giờ Tuấn mua được 3 con cá rồi. Bây giờ Tuấn đi một vòng nữa thôi, coi có gì nữa không. Và cái đó đã kết thúc một chuyến tour đi vòng chợ cá kiển to nhất Đông Nam Á. Tuấn muốn nói một lần nữa, Tuấn muốn nói cảm ơn quý vị đã coi video của Tuấn. Và nếu mà quý vị thích cái loại video này thì Tuấn có post ở đây và ở đây, quý vị có thể coi tiếp. Và quý vị nhớ bấm notification để cho mỗi lần Tuấn post video mới thì quý vị có biết được. Vậy thôi, một lần nữa Tuấn cảm ơn và Tuấn chào quý vị nha. Bye bye.